dính lưới không? Quá trời giống kìa. Câu giờ có cá không Huy? Không luôn vậy.
lát gì vậy? Là bu vàng. Đi không? Đi xuống, lên đi. À, nghe nè. Đi không? Đi không? Rồi có cô hai nàng nhí đi theo luôn. Sao miếng đây nè. Hả? Con ngỏ này được không ba? Ăn ốc sống luôn mày. Gì vậy? Ngon mà. Ăn ốc sống trước đi. Ăn ốc sống trước đi tao nghe. Trước đi ốc bắt lại. Bé bắt ốc thôi mà. Ngồi dính với ông. Ủa em dở cây tre mà xuống vậy? Quy, chúng mặt tắm nhìn nè. Đưa dầm đi, quẹt dầm. Dở cách. Rồi xong. Thank you.
Nó giận nữa. Giận cái gì? Dị lượng lắc. Con đạp lên đó. Đừng lắc Quy, hả? Chị Quy. Quy. Dạ ơi, chọc con trước chứ lộ. Đừng đừng. Đừng lắc rồi. Chui có lắc đâu. Heo con gì? Có mấy con à? Nè. Có hai con. Hai con. Quá cá cũng đưa lên cá. Chút đi con. Chút đi, chút đi. Con cá này bự nè. Hai con đủ đủ xử rồi, con canh chua. Nướng. Canh chua thì hồi kêu lấy món canh chua đi. À, lấy con bự nướng. Còn con nhỏ đó canh chua. Nữa rồi, rồi, rồi. Rồi bữa cái này nhảy nổ nè. Quay chút. Đừng như cái thơ. Lắc cái thơ, chìm á. Sầu lắm đó. Đâu
Dây quyền, dây quyền. 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 Dây quanh nào. Dính lưới rồi các ơi. Chị đánh thơ kìa. Đừng 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 chị kia và chị tự bán cho anh Năm luôn rồi. Bỏ lên đây đừng dẫn. Nó dẫn vô nè. Nó lắm gồng. Quên con cầm quay vô rồi. Cầm như nó quên. Cái camera dính rồi coi kìa. Coi chừng dính cho nó ra, quay ngốn đi cho nó bữa. Rồi gặp đỉnh dính nha. Coi chừng tay á. Quay như ngốc như bắt cá. Đúng rồi nó. Đỉnh vô phần nhúc nhích ngồi. Làm cái gì họ vô hèm luôn rồi. Ờ quay quay bắt cá. Đó. Gì vậy? Cá. Da. Ai da. Ơi. Hả? Cá bự kìa. Mình đâu quay đi. Chắc rồi, chắc rồi. Ừ, nhớ nhớ.